Hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay lại với kênh AF Channel. Coi như là ăn Tết xong rồi ha. Coi như mình cũng chúc mừng năm mới các bạn luôn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong suốt một năm qua rất là nhiều. Và chắc vừa rồi có Tết, cũng năm nay có Tết thì cũng có vẻ nhiều bạn ở lại Sài Gòn hơn, đúng không? Cũng chịu thôi. Bản thân mình cũng không có gọi là về quê nhiều thời gian được. Tại vì nhiều khi ở lại lâu cũng sợ này này nọ á. Thì suốt 2 tuần qua là mình cũng chưa có thời gian làm thêm clip. Thì hôm nay thì clip coi như là khai xuân đầu năm luôn. Thì mình sẽ review cho các bạn một mẫu sản phẩm. Đó là một dòng, phải gọi là một dòng robot mà mình rất là thích luôn. Nó là Action Fit, nhưng mà nó lại là thuộc dòng Soul of Chogokin. Một dòng fix mà mình nghĩ là chắc là các bạn biết là mình đã cũng đã có review về bạn về robot Godma rồi. Thì cái nhân vật này, cái hộp này nó hơi to nên nó phải quay, phải kéo camera lên hơi cao. Thì cái về tổng quan á, thì đây tên đầy đủ á, là Super Electric Magnetic Machine Voltage. Cái bộ phim này á thì là được, mình nói thiệt luôn, nó cũng đã rất là lâu rồi. Phim dài 40 tập và được công chiếu từ ngày 4 tháng 7 năm 1977 cho đến ngày 25 tháng 3, tập cuối luôn á, là vào năm 1978. Thì tổng quan sơ lược thì trong cái team Voltage V này thì Kenichi á, thì là leader. Còn lại là những thành viên khác là gồm là Ippaimin, Daichiro, Hiyoshi, Megumi. Thì là những cái người gọi là phi công mà lái những cái phi thuyền khác. Thì tại vì cái này combiner, vốn dĩ con này gốc là cũng là một combiner, nhưng mà ở cái bản này nó không phải là bản thường. Cái này, con này show of Chogokin, nó đều là FA. FA có nghĩa là full action nha các bạn. Full action là sao? Có nghĩa là các bạn có thể bẻ những cái thế, gọi là nhìn nè, những cái thế nhìn như thế này luôn. Bẻ những cái thế lên chơi tới như thế này luôn. Này các bạn thấy không? Nào, như thế này luôn. Thế này. Những cái thế, nghĩa là con robot này gần như là nó không phải là một combiner mà nó là một action figure luôn nha. Nó là một con robot action figure. Đấy, thì mình theo mình nghĩ á, thì cái hồi lúc mà mình mua cái dòng robot này á thì nhiều người thì cũng gọi là theo mình nghĩ thì ở Việt Nam á, ở nước ngoài thì mình không thấy ai chê hết á. Thấy đa số người ta toàn là nói dòng này là thiết kế dáng đẹp và khen đồ không, chứ mình chưa thấy có ông bạn nào là người nước ngoài nào chê cả. Hoặc là có thể là mình chưa thấy. Còn ở Việt Nam thì đúng là số người mà sưu tầm dòng này khá là ít. Dòng show cho Gokin mà full action này nè khá là ít. Đại thứ nhất là thật ra dòng này nó cũng ra được có nhiều 6 con là nó ngưng, nó không ra nữa. Và nó cũng phải gọi là rất là, nói thiệt ra luôn á, hứa hẹn thì nhiều nhưng mà rốt cuộc thì ra không có đủ. Bây giờ người ta sẽ tập trung qua một cái dòng khác, cho nên nhiều khi mình cũng hơi tiếc cho cái dòng này. Nhưng mà không sao, bản thân nó đã ra được những robot mà mình thích thì mình cũng khá là vui rồi. Thì ở đây bây giờ chúng ta sẽ nói như tổng quan về phần thiết kế nhé. Thì ở đây thì là phần tổng quan về cái hộp. Thì cái hộp đây là cái dòng, bạn thấy không, cái dòng chữ nè được bằng kim loại nè, bằng kim loại lên rất là đẹp luôn. Voltage V nè, mẫu của nó là mẫu GX79 nha, shop Chogokin GX79 Voltage V FA là full action nữa nha các bạn. Ở đây là logo của Tamashii và Bandai. Bandai lúc này vẫn là Bandai đỏ, bởi vì con này là nó được ra vào năm 2018. Nó cũng là mẫu show of Chogokin đầu tiên mà mình mua luôn. Thiệt luôn, nó là mẫu show of Chogokin đầu tiên mình dám bỏ tiền ra mình mua luôn. Tại vì nói thiệt ra luôn, hồi lúc mà mình nghe chơi, lúc đó mình chỉ chơi đến dòng Super Chogokin thôi. Là Super Robot Chogokin thì SRC là lúc đó nó giá cũng khá là, gọi là ở Việt Nam mình thôi nha, là bán nó cũng khá là mềm. Còn nếu mà săn ở trên Amazon, Madarak hay là Mercari đồ thì Yahoo Auction thì cũng có giá mềm, nhưng mà không phải là những con mình thích. Đấy, thì lúc đó mình nghĩ đó là cái dòng shop Chogokin nó khá là xa vời. Thì bây giờ mình lại mua con này. Đó là con đầu tiên mà mình mua luôn á.
ha. Ok, thì tổng quan sơ bộ nè. Trước tiên là cái dòng chữ đây ha. Ở phía trước là hình, là một góc nhìn xéo của nó nè. Đây của con nhân vật, và cái đây là hình của nguyên con robot luôn. Cái tem mình này hẳn gỡ ra coi như là một kỷ niệm. Còn ở đây là cái tên của cái logo của cái dòng shop Jogokin nè, các bạn thấy nè. Đấy, nhìn nó rất là đã. Ở đây, đây là mặt trên của nó. Mặt trên nó cũng là cái tên này nha, Voltage V FA Full Action Show of Jogokin Full Action nha các bạn, Full Action FA Full Action. Đấy. Đây là mặt bên của nó. Mặt bên của nó nhìn nè. Đấy, tên nè, dòng chữ nè. Đấy, đây. Không. Còn ở đây là mặt phía sau thì vẫn như là những con viết khác, là nó sẽ cho chúng ta thấy là những cái item và những cái tư thế gọi là cơ bản nhất của con robot này. Đây nè, súng nó tay nè, để lát nữa chúng ta sẽ coi nó như thế nào. Bên này thì là hình ở đây. Cái hình này là cái hình nhìn xéo của con robot, thì nó cũng chính là cái hình này luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ xin phép được là unbox nó ra để coi thử nó có gì trong này nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ unbox nó ra và chúng ta sẽ hạ camera xuống ha. Nãy giờ để camera cao quá rồi, cao quá mình nhìn mình cũng mệt luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình hạ camera xuống, tại cái bóc nó cũng hơi bị to một tí. Ok rồi, ok giờ mình sẽ mở nha. Hôm nay mình mở trên này. Ồ. Ok các bạn, ở đây chúng ta sẽ có là một cái tờ hướng dẫn. Ok, mình để qua một bên. Một hộp phụ kiện và main fit. Main fit này được để trong một cái hộp xốp khá là đẹp. Thì đây là accessory của nó. Bây giờ mình sẽ mở cái main fit ra trước nha. Để coi thử cái main fit này nó có cái gì thú vị. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu camera xuống tiếp tế. Rồi, bắt đầu. Ok. Nào, bây giờ thì ở đây nhé. Chúng ta sẽ gỡ ở đây đi. Gỡ kéo ở đây. Lâu quá rồi mình mới lấy ra, chứ thực ra thì con này là nó đã nằm trong thùng cũng lâu rồi. Mình gửi nhà chị mình đấy, bây giờ mình mới lấy ra được. Ồ. Vẫn như ngày nào nhỉ, gần như là mình không có sử dụng nhiều. Hồi trước mình mua tới 2 con á, rồi sau này mình bán bớt cho một con cho một master ở ngoài Hà Nội rồi. Anh ấy cũng chơi robot rất là mạnh. Anh ấy cũng không có khuê hàng cho nên cũng đó. Đây, bây giờ thì thôi chúng ta nói ra. Đây là main fit. Các bạn nhìn nè. Khớp khiết nè, nhìn nè, đã không? Wow. Đúng là full action nè các bạn coi nè, đó, tay bẻ ra tới đây luôn. Thì bên này cũng vậy nha. Tay bẻ ra tới đây luôn. Đấy. Tay bẻ nè, thấy không? Chân nè lên tới đây luôn. Chân co quắp lại luôn vậy nè. Chân ống chốt chân bằng sắt nha các bạn, ống chốt chân bằng sắt. Khớp này cũng bằng sắt luôn ha. Thì ở đây. Ở đây. Khớp này cũng bằng sắt luôn. Bằng sắt luôn nha. Khớp này cũng bằng sắt nhưng mà cái chỗ này thì lại là nhựa. Đây là nhựa. Chốt này thì bằng sắt. Má ơi. Thiệt luôn, không hiểu tại sao luôn. Thiết kế bá đạo quá. À, thấy không? Em coi là thấy không? Nhìn rất là ngầu. Có thể kéo cái tay ra luôn như thế này được luôn nè. Đấy, cái tay có thể kéo hết cỡ ra như thế này luôn. Nhưng mà nói vậy thôi, mình chỉ lâu rồi mình chỉ review mình mới kéo. Cái đây là cái cổ của nó, cử động rất là ok luôn, không bị hạn chế như mấy con bản DX đồ hay là mấy con bản khe của cái bản gọi là bản sóc mà cái bản combine được. Còn cái này là cái bánh xe phía sau, này là máy bay ha. Cái này là bây giờ mình sẽ coi cái phần bụng của nó như thế nào, vì mình nghe nói cái phần bụng của dòng này cũng ảo lắm ha. Thì bây giờ mình sẽ coi nó. Ô, phần bụng nè. Ôi rồi ảo diệu thế. Ê, phần bụng này ảo diệu đấy. Ôi cha cha cha, phần bụng xoay rất là ok luôn nha các bạn. Xoay nè. Ôi cha 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 cha. Ôi rồi xoay nè, xoay khiếp kìa chưa, xoay luôn. Wow, xoay đã thiệt. Rất là sướng luôn nha, công nhận nha, con này cầm sướng lắm.
Đây thì chúng ta là có đây nè, mở cái này ra thì cái trong phim á thì cái này ra á, nó sẽ biến thành thành kiếm để Voltage thi triển gọi là chiêu chiêu gọi là chiêu cuối á, là Voltage Slash kiểu như là cắt á, này là như này là Heaven Sword. Đây là cái tay đây nha. Đây rất là ok luôn, ở đây cũng có thể mở ra được nha các bạn. Đấy, mở này ra, lát nữa mình sẽ cho các bạn biết vì sao mở ra được. Rồi còn cái này là cái bàn tay, cái này là khớp tay của nó nè, khớp nè, nhìn nè, khớp nhìn đã ghê luôn. Ôi khớp nhìn bao ngon, khớp nhìn thì thôi rồi luôn, khỏi chê luôn ấy. Đấy không, mình nói thiệt luôn nha, con này á boss action đồ nhìn nó hả, sướng cực kỳ, gần như là các bạn không có cái chỗ chê cho nó luôn á, phải gọi là nó rất là đã. Nè thấy không. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cái ở cái dòng này mình sẽ review khá là một phần là hơi hơi chi tiết một chút về cái accessory của nó nhé, bởi vì accessory của cái dòng này rất là hay. Trước tiên là mình lấy cái hộp này ra, nên trước tiên là mình sẽ cái hộp này mình để ra, lát nữa mình sẽ lấy nha. Ở đây, đây là thanh kiếm, thanh kiếm của Voltage V đây ha. Thật ra nó bóng lắm mà do mình để lâu á, bây giờ nó cũng gọi là nó bị mờ theo thời gian rồi. Thì bây giờ nếu đúng luôn á nha, nếu đúng á là Voltage V sẽ thả cái này ra nè, đấy, đấy, xong rồi sau đó là cầm cái thanh gươm này lên, đó, là sử dụng là thi triển tuyệt chiêu gọi là Voltage, gọi là giống như là gọi là Heaven Sword á, là chém từ trên chém xuống. Úi chà, lâu quá không cầm rồi. Đấy, cầm hai tay được luôn á nha các bạn, mình có thể cho nó cầm được cả hai tay luôn á. Nè mình làm biểu diễn ở đây luôn, thấy không các bạn, thấy không, cầm được cả hai tay luôn nè nha, thấy chưa, giơ tay lên cao luôn đấy, nhảy lên đấy, có thể cầm lên rất là cao, đúng không, robot này cầm lên rất là cao nha. Rồi bây giờ kiếm mình để qua ha, giờ kiếm như này mình để qua, mình sẽ gắn cái ngực này vô. Ok. Cái chiêu hồi nãy là từ trên bổ xuống một phát là chết luôn á, là chiêu đó chiêu cuối đó. Còn cái này, hai cái này là hai sợi dây, là lúc mà thanh niên này á là chơi tuyệt chiêu gọi là quăng hai cái con yo-yo ra, thì hai cái con yo-yo đó nó nằm ở trong hai cái con yo-yo đó nó nằm ở trong cái bóc Memphis nè, bóc Memphis là có hai con yo-yo nè, đấy bạn thấy không, bóc Memphis có hai con yo-yo nè, đó nó hai con yo-yo rất là đẹp luôn, mình cũng chưa giờ mình xài luôn, hôm nay là review mình lấy ra mình chơi luôn, chơi tuốt đó, thấy không, gắm vô, bây giờ gắm vô nha, gắm không có được đúng không, thì như là mở cái này ra, như là thế này sao ta, cũng chả nhớ nữa, lâu quá rồi không nhớ như thế nào luôn, như là vậy cơ. Như là thế này, mình cũng chả nhớ, để mình coi, để mình móc cái hướng dẫn ra luôn, coi luôn cho nó chắc ăn chứ không thì nó hơi bước. Ok đây nè, hướng dẫn đây nha các bạn, nè thấy không, các bạn thấy không, nó nói là những cái phần khớp như thế này rất là khủng khiếp luôn. Từ khoan đúng không ta, vậy là mình gắn đúng rồi ta, từ khoan nha, đúng rồi, gắn đúng rồi, ok mình đã gắn đúng, he he, bravo, gắn đúng rồi. Wow, vậy thì bên này cũng vậy luôn, tương tự bên này cũng gắn vậy luôn. Dòng này nói gì chứ chơi cũng cẩn thận nha, có chân gãy á, với lại dòng này nhọn lắm, để xa trong tay của mấy trẻ em con nít nha. Hỏi chứ hồi xưa mình cho cháu mình chơi á, xong làm chạy bàn chân này. Làm sao, mình thương cháu mình cho nên mình cũng không thành vấn đề. Đây nè, các bạn thấy không, mình cầm ni này cầm nè, cầm quăng tới, không cầm quăng tới nè,
Cái chiêu này là cái chiêu gọi là cái chiêu trong trong nó có là một trong cái con này, nó có một cái chiêu là quăng cái cục vô mặt của đối thủ á, là đối thủ dính đòn cái là coi như là vẹo luôn á, là gần như là knock out á. Đối thủ dính đòn cái là nó chỉ có là coi như là tèo cho nó thôi. Đây nè các bạn thấy không, quăng cái vô nè, đấy người ta quăng cái vô một cái như thế này nè, đấy. Úi chà, hơi căng ha, dài quá cũng hơi ớn nè, thấy không đó. Ê, thôi nha, rồi đây là cái vô nhé. Trời ơi, còn mấy cái nữa lần chứ chưa hết đâu, nhiều lắm, con này thì quá trời đồ luôn. Ok thì cái này thì mình cái này như là để dùng dụng như là khi mà mình bắn cái cày ra á, mình phải thay lấy rút mình phải rút cái bàn tay ra nha, mình rút cái bàn tay này ra. Không phải rút cái bàn tay đâu mà mình rút cái chốt tay này ra luôn á, là rút cái chốt này ra luôn á, nên mình cũng hơi sợ, cho nên thôi chắc là mình xin phép pass qua cái phần này, tại vì rút cái chốt tay ra cũng rất là nguy hiểm. Đấy, tại vì hai cái này nè nó gắn vô cái chốt tay á, này là nó là giống như gắn vô hai cái chốt tay á. Rồi ok, bây giờ mình sẽ lấy accessory bên trong cái hộp này. Cái hộp này nó sẽ chứa những cái accessory như thế này. Nó gồm có những cái bàn tay phụ là 1, 2, 3, 4, 8 bàn tay, hai súng, một cái đai ở đây với lại hai cái nó. Đúng rồi, một cái nòng súng nữa ngay bàn tay nữa. Ok, thì bây giờ mình sẽ đâu? Mình sẽ gỡ ra nha. Đây nè các bạn, cái súng này nha, cái nòng súng này nha, đây là cái nòng súng. Ui, đây là cái nòng súng ha. Ok hen, bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình lấy cái bàn tay ra, anh sẽ lấy cái bàn tay ra luôn. Ồ, vậy cái này bắt buộc phải lấy cái chốt này ra rồi. Lâu quá không lấy, lấy cũng hơi sợ. Chờ mình tí nha. Ok, bây giờ mình sẽ gắn cái này vô. Đấy, bây giờ. Nè, thấy không? Ở trong đó nó có một cái chiêu. Cái chiêu đó là cái tay này lòi ra, kéo cái tay này xuống. Đấy. Rồi ra. Như thế này nè. Đấy, như thế này. Đấy, như thế này nè. Bắn đối thủ. Bùm. Một cái tay ra bắn đối thủ một phát liền luôn. Đấy. Đó là cái tay này thôi nha, còn nữa. Đó là mới một tay thôi đó. Còn cái tay nữa. Hey. Bây giờ phải tháo luôn rồi, vậy là bắt buộc phải tháo luôn hai cái tay ra. Đúng rồi, thanh niên này chơi cũng mệt thiệt. Rồi các bạn chờ mình tí nha. Ok, xong. Bây giờ mình tiếp tục mình gắn vô đây. Nè. Úi chà, trời ơi. Đây nè, đây gắn cái đầu súng. Đấy. Cái này là bắn đạn gọi là liên hoàn luôn. Có chịu bắn cái đạn liên hoàn luôn, bắn liên tục luôn. Là đối phương là chỉ có gục thôi đó, dính cái đòn này là chỉ có gục thôi ấy. Mà ngoài đời dính thì gục thiệt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở ở đây nha. Ở đây. Ở đây sẽ thay bằng cái này luôn. Đây, đó. Là cái chiêu này là cái chiêu xịt lửa. Ở đây nè, mở cái nắp này ra, cái này nè. Nó mở cái này ra. Ủa, lửa sẽ bắn ra ở đây. Đây nè, để chờ một chút mình sẽ rồi sáng lên. Nè thấy không? Lửa sẽ bắn ra ở cái lỗ này nè, bùm ra một cái đó. Lửa bắn ra. Rồi, ok. Thì ở đây á, là bây giờ là mình luôn thì trời ơi, mỗi lần mà tháo ông thần này ra cũng phiền lắm. Tại vì ông này ông nội này ông tháo này ra là tháo luôn cái chốt cái khuỷu tay ra luôn. Cái chốt cổ tay ra, cho nên nhiều khi á, nhiều khi cũng nói thiệt ra là cũng hơi bị gọi là sợ.
Tại vì con này nó khá là, tại vì cái dòng sóc đó, nó bự thấy vậy chứ cũng mong manh lắm, cũng dễ bị gọi là tổn thương đồ, nhiều khi cũng hơi ngại tí, mong manh quá cũng hơi ngại. À, rồi thì ở đây thì mình bắt đầu là ở đây là mình có nè, mình sẽ bắt đầu là, ui trời, nè, giờ trở lại như cũ rồi, rồi bây giờ là cái này á là nó gắn ở đây nè nha các bạn, ở đây nè, để mình mở đèn lên, bạn thấy ở đây có cái lỗ không? Này cái lỗ ở đây, thì cái miếng này nè, cái chốt này nè, mình ghé vô cái lỗ này nè. Mình ghé vô cái lỗ này đấy là bắt đầu là nó đứng lên như thế luôn nha, nó đứng như thế này rồi. Sau đó ở đây có một trong cái hộp này ha, chúng ta sẽ có một cái này. Thì ở đây á các bạn bẻ như vậy nó không có xi nhê, các bạn muốn giật cái này lên sau đó các bạn mới bẻ nó được, và các bạn muốn ấn nó xuống này cũng vậy luôn, giật lên rồi. Nhớ nha, nhớ giật lên nha, giật lên rồi sau đó mới bắt đầu là chốt vô lại đấy, không thôi là nói trước luôn nghe cái đụp cái thôi, đừng hỏi vì sao mà mình bày dạy nha, mình không bày dạy mà với là do các bạn là cấm bị sai thôi đó. Đây cái này nó vô luôn đó, thấy không, mình không có bày dạy nha, các bạn cấm cái bị sai đừng có la mình nha, đấy thấy không, cắm vô này. Thì ở đây thì bây giờ các bạn á sẽ thấy nha, bây giờ các bạn sẽ thấy nè con robot này. Nè đây, đặt cái này đi. Rồi ở đây chúng ta sẽ có cái nối cái chấu ở đây, chúng ta sẽ cắm vô cái lỗ ở đây. Đấy, đó, vô. Oh my god, trời ơi vẫn giữ được nhưng mà nó nặng lắm các bạn ơi, mình thề các bạn luôn, các bạn coi nè, nó lúc lắc nó muốn gãy lúc nào cũng hay, thiệt luôn. Chơi dòng sóc này á, ráng đừng để cho nó gãy, nguy hiểm cực kỳ luôn á, sợ về liền. Thiệt quá sợ luôn, sợ lắm luôn ấy. Ôi chà. Thì chung quy thì về cái con vít này á, mình nói thiệt ra luôn á là thích lắm thì mới mua nha, chứ tại vì vốn dĩ người ta chơi mấy cái dòng này á thì vì cái dòng robot này thì nó nổi tiếng là vì nó combiner rất là đẹp. Nó là combine từ nhiều chiếc phi thuyền ráp lại, phi thuyền nhỏ, những cái thiết bị cơ giới quân sự á, nó ráp lại thành một cái con robot thì nó rất là đẹp. Nhưng mà cái con này á, cái dòng FA á, là cái dòng full action này, là FA chứ không phải là Forward River Long nha các bạn, full action nha. Thì nó bị gọi là vì nó là thiên về action nhiều cho nên nó đẹp, không có làm cái vụ mà gọi là combine nữa. Thực ra thì bây giờ vừa có thể full action được mà không phải full mà cũng được 80 90 70 80% thôi, thấp hơn con này một tí, nhưng mà có thể combiner hoặc là transform được thì mình thấy đó là dòng Sokugan là SMB á, là của là nó được gọi là bản gọi là cao cấp hơn của, gọi là cải tiến hơn của tụi Super Mini Pla. Thì mình thấy là cái đó là đẹp nhưng mà bù lại cái màu sơn nó không có được đẹp cho lắm thôi, nhưng mà được cái thì là ráp ráp đồ cũng ok. Nói chung thì mỗi người một kiểu, còn mình thì mình thấy là như mình mua con này, tại vì mình nói thiệt ra luôn á, mình ít khi nào combine lắm, mình để nguyên khối mình chơi mình bẻ, cho nên mình mới thích cái dòng action figure như thế này mình mới mua. Chứ còn nếu như các bạn bạn nào mà thích combiner mà mua con này là nó thiệt luôn lỗ luôn nha, tại vì nó có một khối à, con này có một khối à, nó đẹp á, nó dáng đẹp vậy mà nó có một khối à, cho nên nó hơi bị dở ở chỗ đó. Thì tổng quan sơ bộ thì mình chấm về biên độ action của con này thì thôi perfect khỏi chê rồi. Còn về những cái mặt mà detail đồ này nọ thì nó thiệt ra luôn thì con robot này nó so với lại cái bản mà shop cho Gokin mà combiner được nó bị thiếu đồ. Mà thôi không sao, mỗi cái mỗi khác mà. Thì con này thì theo mình chấm mình sẽ cho con này được 7 điểm rưỡi, không cao, bởi vì
Thứ nhất là về thứ nhất là nó không đủ đồ, thứ hai luôn á là nó bị vẫn còn hạn chế một số khớp và một số nơi cái tay như thế này thay cũng khá là khó. Với lại chỗ như thế này, cái khớp như thế này không có được trơn, nó hơi bị cấn, nó cấn ở đây, nó hơi bị cấn ở đây một tí, cho nên nhiều khi bẻ mà không biết bẻ là cho nó khớp vô là nó bẻ mà cố co co cái chân lên hồi gãy cái rụp là gãy váy luôn. Đã có trường hợp gãy váy, gãy rồi nhé, đã có trường hợp gãy rồi đấy ha. Thì nếu mình chấm thì 7,5 điểm thì cũng không phải gọi là gắt gao gì mà thì mình thấy, nhưng mà về đẹp thì mình vẫn khen, công nhận đây là con phích đẹp, nó là con sò chơi của kinh đầu tiên của mình rất là quý nó, nhưng mình không mở ra chơi luôn. Thì đó là tổng quan sơ bộ của mình về con phích này đấy nha. Nếu như mà có thể clip này hơi bị dài thì mình nói cũng hơi nhiều vì mình cảm xúc mình cũng nhiều quá vì lâu rồi không được quay thì mình nói hơi nhiều, các bạn đừng thông cảm cho mình nha. Nếu như mà clip này mà có thiếu sót gì á thì các bạn cứ comment ở dưới, mình sẽ góp ý và mình sẽ lồng các comment góp ý ở dưới, mình sẽ tiếp thu và sẽ sửa đổi, thay đổi vào những clip khác, clip sau á. Còn nếu được thì like, share, subscribe giùm mình để ủng hộ mình, để mình có thêm động lực để làm những clip tiếp theo phục vụ các bạn về những cái dòng robot và những cái dòng mô hình fix đồ chơi mà gọi là ít ai chịu review nó thì mình sẽ làm. Ok, clip đến đây kết thúc. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào.